Cái bài siêu âm thực hành cơ bản này là một cái bài rất là căn bản luôn. Cái bài này là mục tiêu để anh chị phải phải làm được sau khi mà mình học siêu âm xong, và đó là một cái tiêu chí để anh chị khi mình thi thực hành là mình phải làm được, rất là đơn giản ha. Thì như anh chị đã biết, chắc ở trong đây có một số anh chị đã làm cái siêu âm tổng quát rồi, thì chúng ta đều biết là siêu âm thì nó có những cái ưu điểm, rồi có những cái gọi là cái môi trường là rất là phù hợp. Siêu âm mình rất là thích, đó là nước, và cái hạn chế đó là khí, hoặc là khi mà bệnh nhân mà da bụng dày quá thì rất là khó cho siêu âm chúng ta. Tuy nhiên là trên cái siêu âm sản khoa nó có những cái khó hơn nữa, đó là tư thế thai. Tư thế thai nó sẽ luôn thay đổi, cho nên chúng ta sẽ không có những cái mặt cắt cố định như trong siêu âm tổng quát là mặt cắt thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư gì hết. Em bé nó luôn xoay, cho nên là chúng ta phải mặt cắt cơ bản của chúng ta là đúng cái hình, đúng cái chuẩn hình thôi, chứ nó không cố định trên cái bụng bà mẹ mình sẽ đặt cái đầu dò ở vị trí nào để chúng ta để có cái mặt cắt đó, cho nên là khác với tổng quát. Cái thứ hai là tư thế thai nó cũng là một cái hạn chế cho chúng ta, đôi khi thai nhi nằm sấp hoặc là gặp người quá thì nó cũng hạn chế cho chúng ta để khảo sát. Cái thứ ba nữa là ngay cả bản thân thai nhi nó cũng là một cái hạn chế, ví dụ như cái xương lồng ngực á, nó sẽ che khuất một số tổn thương làm cho chúng ta hạn chế khảo sát. Thì đó là những cái khó khăn khi mà mình làm cái siêu âm sản khoa so với cái siêu âm tổng quát. Thì lý do có cái bài giảng hôm nay là bởi vì có rất là nhiều anh chị đi học nói rằng là khi mà vô vô học không biết là học cái gì trước đây, tại vì vô siêu âm thấy là các bác sĩ làm liên tục không biết là mình sẽ học cái gì trước đây, thì đây là một cái bài để giúp các anh chị khi mà mình chưa định hình được là mình sẽ học cái gì trong cái siêu âm sản khoa này. Thì bài này là một cái bài mà mấy anh chị cần phải nắm vững những cái cơ bản nhất trong cái bài này, rồi sau đó chúng ta sẽ học được những cái chúng ta sau khi nắm vững được những cái này thì chúng ta hãy học lên những cái cao hơn đó. Thì các bước cơ bản khi siêu âm thai thì đầu tiên là chúng ta phải xác định được ngôi thai, thứ hai là hoạt động tim thai, thứ ba là xác định số lượng thai, thứ tư là vị trí bánh nhau, thứ năm là đánh giá nước ối, sau cùng là chúng ta sẽ đo được các chỉ số sinh học của thai nhi. Thì đầu tiên là bước xác định ngôi thai, thì bước này rất là quan trọng bởi vì khi mà chúng ta xác định được ngôi thai thì chúng ta sẽ quyết định được cái cách sanh như thế nào, ngôi đầu, ngôi mông hoặc ngôi ngang. Và cái việc xác định ngôi thai thì chúng ta sẽ thường thực hiện sau 30 tuần thì cái ngôi nó sẽ cố định hơn, thì chúng ta sẽ kết luận được ngôi thai như thế nào. Còn đối với giai đoạn mà tam cá nguyệt, tam cá nguyệt một hoặc tam cá nguyệt hai á, thì cái ngôi thai nó luôn di động nên mình không có thể kết luận được ngôi thai là ngôi thai nào. Tuy nhiên nếu mà giai đoạn đó mà nếu mà lỡ mà thai phụ mà bị sanh non hoặc là vỡ ối gì đó thì bản thân chúng ta vẫn phải xác định ngôi thai đó là ngôi gì để giúp cho bác sĩ lâm sàng hướng đến cái cuộc sanh của cái sản phụ như thế nào. Thì cái việc xác định ngôi thai thực hiện rất là đơn giản đó chị. Chúng ta sẽ đặt cái đầu dò lên vùng khớp vệ, đặt đầu dò ở cái đường ngang ha. Là cái đó, cái là cái cách để chúng ta xác định được ngôi thai như trên hình. Đây là cái video minh họa anh chị, mình chỉ cần đặt đầu dò lên khớp vệ, đặt đầu dò ngang là chúng ta sẽ xác định được ngôi thai đó là ngôi thai gì. Rất là đơn giản thôi anh chị. Thì khi mà chúng ta đặt đầu dò lên cái vị trí vùng khớp vệ đó, chúng ta thấy được cái phần đầu thai nhi thì đây là ngôi đầu. Nếu như chúng ta thấy được phần mông của thai nhi thì đây là ngôi mông. Còn nếu chúng ta thấy được không thấy được cái phần gì của thai, thấy được những cái phần phụ của thai như là nhau ối thì đây là một cái ngôi ngang. Thì lưu ý với anh chị là khi mà chúng ta thấy những cái trường hợp mà ngôi ngang thì chúng ta phải lưu ý phải tìm coi có nhau tiền đạo hay không, hoặc là những cái u tiền đạo thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến ngôi thai, nó có thể gây có trường hợp ngôi ngang. Và chúng ta đi qua bước thứ hai là hoạt động xác định hoạt động tim thai. Thì thật ra cái bước này rất là dễ thực hiện, rất là đơn giản.
Sorry, trên màn hình nó có những cái vạch này là của Ủa các bạn không nghe hả? Các bạn có nghe rõ không ạ? Dạ nghe Có rõ cô, con. nghe rõ Nghe rõ cô, giờ nghe rõ cô ơi. thấy trên màn hình có mấy cái vạch. Thì cái bước này thật sự á, tại vì theo cái hướng dẫn của iSuột là mình sẽ làm sau khi xác định ngôi thai, mình sẽ xác định đến tim thai. Nhưng mà thực sự khi siêu âm thì chúng ta nên là coi trước là có tim thai hay không, tại vì nó quyết định mọi thứ hết. Ví dụ như sản phụ vô thì chúng ta đâu có biết là thai nó có tim hay không, cho nên việc quan trọng là chúng ta sẽ xác định được thai này sống hay thai này lưu. Và khi xác định tim thai thì anh chị phải nhớ là anh chị phải in ra hoặc là lưu vô hồ sơ. Bởi vì nhiều khi sau khi nhập viện vài giờ thì có thể nhiều khi có tình trạng mất tim thai. Thì lúc đó người ta sẽ quay lại hỏi bác sĩ siêu âm là lúc đó có coi kỹ không, hay là có quên, hay là nhiều khi đó người ta không có chứng minh được là mình có coi hay không. Mình không chứng minh được cho nên là cái việc lưu lại cái tim thai trên cái kết quả siêu âm thì đó là bằng chứng là chúng ta đã bắt được cái tim thai, lúc đó thai sống hoàn toàn. Cho nên là cái bước này rất là dễ thực hiện, nhưng mà các anh chị lưu ý là mình phải lưu lại trên hồ sơ để chứng tỏ rằng là chúng ta đã có coi tim thai, đây là một cái thai sống chứ không phải là một cái thai lưu. Thì xác định hoạt động tim thai như thế nào? Chúng ta sẽ đặt đầu dò lên khớp vệ, chúng ta sẽ đi lên theo đường số 1. Nếu như chúng ta không thấy được tim thai thì chúng ta sẽ đi qua đường số 2 và đường số 3 để chúng ta tìm thấy cái hoạt động tim thai. Thì tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chỉ xác định tim thai thôi, chứ không phải là xác định coi tim, cái cấu trúc tim này bình thường hay không, chỉ xác định có hoạt động tim thai hay không. Đây là cái video minh họa cách thực hiện là cái xác định hoạt động tim thai. Thì anh chị lưu ý cái đầu dò đang đặt tư thế ngang và đầu dò luôn vuông góc với bàn khám ha. Chúng ta là đi theo những cái hướng như vậy để chúng ta tìm coi có tim thai hay không. Đó là một bước rất là đơn giản đúng không anh rồi? Chúng ta đi qua bước thứ ba là xác định số lượng thai. Thì bước này cũng rất là đơn giản, bởi vì thường là người ta mang ta đơn thai chứ ít đa thai anh chị. Nhưng mà có những trường hợp là những người mà mình mới làm, mình chưa có kinh nghiệm á, đôi khi mình dễ bị những cái ảnh giả, mình cứ nghĩ nó là đa thai. Hoặc là nhiều khi trường hợp đa thai thực sự nhưng mà vô với tình trạng mà đau bụng xanh dữ dội, thì nhiều khi chúng ta không có nhận biết đây là một cái đa thai. Hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân là hồi đó trước giờ không khám thai tại tại viện, mà chỉ khi vô đẻ với bệnh viện mình thì nhiều khi đôi khi người ta đa thai, mình nếu mình không phát hiện ra thì đó đó là một cái sai lầm rất là lớn anh chị. Cho nên là mặc dù cái bước này á, thì rất là dễ, nhưng mà nếu mà mình bỏ sót thì nó rất là hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì việc xác định số lượng thai mình có hai cách. Cách thứ nhất là mình sẽ đặt đầu dò ngang đi theo đường số 1, số 2 và số 3, và luôn giữ đầu dò vuông góc với bàn khám để mình tìm coi mấy thai trong bụng. Đây là video minh họa cách thực hiện, là mình sẽ xem coi một hay thai hay là đa thai. Đây là một cái đường số 1 thôi anh chị ha. Đây là cách số 2. Cách số 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt đầu dò dọc. Mình sẽ đặt theo cái vị trí số 1 và số 2 ở phía bụng trên và bụng dưới để mình tìm coi cái này đơn thai hay đa thai.
Và khi đặt đầu dò như vậy thì khi nào mình sẽ chẩn đoán đây là đa thai? Chỉ khi nào anh chị nhìn trên màn hình nó có hai phần của thai trên một màn hình thì chúng ta mới chẩn đoán đây là một cái đa thai, chứ không phải là vì cách mà cắt đầu vị trí này ta thấy cái hình dạng đầu này, mình nghiêng qua bên vị trí khác là mình thấy một cái hình dạng đầu khác, mình nghĩ đây là đa thai. Thực sự là không phải, là do cái tia siêu âm mình nó bị xéo nên mình nghĩ là hai cái đầu khác nhau. Cho nên chỉ khi nào trên màn hình anh chị thấy hai phần thai khác nhau là đây là hai cái đầu ạ. Thai nhi trên một màn hình thì đây là đa thai, hoặc là anh chị có thể thấy cái vách ngăn của bào ấy, thì nó mới chứng minh được đây là một cái đa thai, chứ không phải là trên một màn hình mà mình không có chứng minh được cái việc mà có hai cái phần thai trên một màn hình siêu âm thì chúng ta không nên chẩn đoán nó đây đó là đa thai. Chúng ta có thể bị là bị artifact của cái phần thai của thai nhi ha. Và chúng ta đi qua bước thứ tư, đó là xác định vị trí bánh nhau. Thì đây là một cái bước cũng rất là quan trọng, bởi vì nếu mà chúng ta không xác định đúng vị trí của thai, có những cái trường hợp vị trí của bánh nhau, bởi vì có những trường hợp như nhau tiền đạo mà mình không phát hiện ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và con luôn. Cho nên bước này cũng rất là quan trọng, mình cần phải đánh giá đúng vị trí của bánh nhau như thế nào. Thì để thực hiện cái bước này, chúng ta cần đặt đầu dò ở tư thế dọc, ta đi theo đường 1, 2, 3 như trên hình minh họa ha chị ha. Đây là video minh họa để chúng ta tìm vị trí bánh nhau, xác định vị trí bánh nhau thế nào. Mình đặt mình nhớ cái cách cầm đầu dò ha, người ta đặt đầu dò tư thế dọc dọc theo thành bụng thai nhi, chứ không đặt đầu dò tư thế ngang. Thì khi mà cắt mà cắt việc đó thì chúng ta cần là xác định những cái việc gì để chúng ta xác định được cái vị trí bánh nhau. Thì chúng ta cần đánh giá được bờ trên bánh nhau nằm ở đâu, bờ dưới ở đâu, và quan trọng nhất là lỗ trong của tử cung ở đâu. Thì cái lỗ trong của tử cung này á, khi mà đi thực hành chúng ta cần, nếu mà chúng ta không biết chúng ta cần nhờ bác sĩ hướng dẫn chúng ta để xem cái lỗ trong nằm ở đâu. Bởi vì có một số anh chị đó khi đi thực hành không biết cái lỗ trong của tử cung nằm ở đâu. Tại sao mình phải xác định cái lỗ trong của tử cung? Bởi vì cái đó là liên quan đến cái nhau tiền đạo, cho nên chúng ta cần biết cái lỗ trong nó nằm ở chỗ nào, chúng ta mới so sánh được cái bờ dưới bánh nhau với cái lỗ trong thì chúng ta mới biết được cái này có tiền đạo hay không. Bởi vì ngay cả chúng ta xác định được bờ trên bờ dưới rồi, nhưng mà có những trường hợp như bánh nhau phụ nó lại nằm ngay cái lỗ trong của tử cung, thì chúng ta rất là lại sót một cái trường hợp nha, bánh nhau phụ nằm ở tiền đạo. Cho nên là ngoài cái việc xác định được bờ trên bờ dưới bánh nhau thì chúng ta nên xem cái lỗ trong cổ tử cung nằm ở vị trí nào để mình loại trừ những trường hợp nhau tiền đạo. Ngoài ra thì bây giờ chúng ta sẽ phải xác định thêm có mạch máu tiền đạo hay không. Cho nên việc xem được cái lỗ trong cổ tử cung rất là quan trọng. Cho nên khi đi thực hành, nếu mà chúng ta không biết, chúng ta nhờ các bác sĩ hướng dẫn cho chúng ta vị trí lỗ trong cổ tử cung nằm ở đâu. Thì chúng ta sẽ học về về phân loại vị trí nhau bán ở một cái bài về nhau ói ha. Thì nhưng mà tôi chỉ nói sơ qua thôi. Ví dụ như mình có ba nhóm, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, thì các anh chị có thể sai lầm ở nhóm 1, nhóm 2, thì có thể mình đọc nhầm 1, 2, nhưng mà chúng ta không được để sai ở cái nhóm 3. Tại vì cái nhóm 3 đó là cái nhóm nhau tiền đạo, cho nên nếu mà mình đọc không mình đọc sót cái nhau tiền đạo thì nó dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng. Còn chúng ta đọc 1, 2 có thể nhầm lẫn qua lại, nhưng mà nó không có không quan trọng bằng việc chúng ta đọc không không ra cái nhau tiền đạo, cái nhau nhóm 3. Thì đây là hình ảnh minh họa chị ha. Đó, mình học thấy con chuột ha. Cái trên đó chúng ta thấy cái cực trên của bánh nhau á, nó chưa bao qua cái vùng đáy tử cung ha. Đây là nhau nhóm 2, và hình ở dưới là nó cái cực trên nó bao qua cái phần vùng đáy tử cung, rồi đây là nhau nhóm 1. Thì nhau tiền đạo thì chắc các anh chị cũng đã biết nó có bốn bốn loại, là một, là hai, là ba, là bốn. Thì cái này mình sẽ học ở cái bài nhau tiền đạo. Tuy nhiên là tôi chỉ nhấn mạnh là khi mà chúng ta đọc nhau tiền đạo thì chúng ta phải siêu âm qua ngã âm đạo, nó sẽ đánh giá chính xác hơn cho so với việc mình siêu âm ngã bụng. Và bệnh nhân phải đi tiểu sạch, tại vì nếu mà bàng quang căng nó sẽ kéo cái đoạn eo lên, là mình sẽ đánh giá sai cái vị trí bánh nhau, đánh giá cái phân loại nhau tiền đạo nó sẽ sai. Cho nên bệnh nhân cần phải đi tiểu sạch và siêu âm ngã âm đạo để xác định là nhau này nhau tiền đạo loại mấy. Đây là hình ảnh minh họa ha. Rồi, đây là hình ảnh minh họa một số trường hợp bánh nhau ha.
cái hình ở góc trên bên trái là bánh nhau nó tràn qua lỗ trong của tử cung, hình góc trên bên phải nó cũng tràn qua bánh nhau, tràn qua cái lỗ trong cái vàng là mình làm dấu đây là cái lỗ trong của tử cung, và ở hai hình dưới đây là bờ dưới bánh nhau nó đến ngay lỗ trong của tử cung, đây là nha 8 mét anh chị ha. Và đây là một cái trường hợp mình coi trên cái bụng ha, đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy bàng quang, đây là cái bàng quang, đây là mép dưới bánh nhau, đây là cái vùng trên cổ tử cung. Thì tại vì cái trường hợp này mình phải coi đối với nhau tiền đạo mà có vết mổ cũ thì anh chị phải lưu ý kiểm tra có nhau cài răng lược hay không, mà nếu có nhau cài răng lược thì mình phải có một cái bàng quang đầy cho nên mình mới coi được cái này là có cài răng lược hay không. Đây là một cái trường hợp lâm sàng. Nếu mà nhìn vô như vậy á, thì mình có nghĩ đây là một cái nha tiền đạo hay không? Nếu mà trong cái trường hợp này anh chị thấy thì mình sẽ đánh nhau nhóm mấy anh chị ha? Hình như để màn hình nhỏ này nó mới chạy nhanh được. Đó. Đây là một cái trường hợp mà chúng ta dễ hay bị nhầm lẫn ha anh chị, vì chúng ta không cắt rõ cái lỗ trong cổ tử cung thì đôi khi chúng ta nhầm đây là một cái nhau tiền đạo. Đây chúng ta thấy cái bờ bánh nhau nó tràn qua lỗ trong, nhưng mà thực sự khi mình cắt tiếp thì cắt rõ cái vùng trên cổ thì chúng ta sẽ không thấy cái bánh nhau tràn qua, đó là một cái trường hợp nhau bắn bên. Cho nên chúng ta cần cẩn thận với những cái trường hợp nhau bắn bên, chúng ta cũng dễ bị sót với cái nhau tiền đạo và chúng ta cũng dễ bị chỉ đoán quá tay, đó là nhau tiền đạo. Cho nên là cái nhau bấm bên là cái trường hợp khó để chúng ta xác định được là nhau tiền đạo hay không. Và một cái lưu ý thứ hai nữa là những cái trường hợp mà có cái cơn gò tử cung, cái gò tử cung ở phần thành sau đó chị ha, mình đôi khi mình không quen mình dễ bị chẩn đoán nhầm với cái đó là cái bánh nhau, cho nên chúng ta có những trường hợp nếu mà chúng ta không phân biệt được nhau hay không thì chúng ta có thể chờ khoảng 15-20 phút cho giảm cơn gò để mình xác định đây là nhau hay là cơn gò tử cung. Rồi tiếp theo khi mà mình đánh giá bánh nhau thì mình sẽ coi cái độ trưởng thành của bánh nhau luôn anh chị ha. Thì khi mà đánh giá độ trưởng thành của nhau thì mình cần biết những cái mốc cơ bản như sau. Đó là cái vùng nào gọi là cái màng đáy, vùng ở màng đáy, vùng ở màng đệm để mình coi nhau này trưởng thành độ mấy. Thì đây là cái bảng phân loại thì chúng ta sẽ học ở bài nhau. Nhưng mà tôi chỉ nhắc các anh chị khi mà mình đọc nhau trưởng thành độ mấy thì chúng ta phải mình phải coi cái tuổi thai này là bao nhiêu tuần để coi nó phát triển phù hợp hay không với tuổi thai. Bởi vì có những cái bánh nhau mà trưởng thành sớm mình có thể gặp trong những trường hợp như thai chậm tăng trưởng, hoặc là có thể một số bệnh lý nhiễm trùng, cho nên chúng ta đọc nhau trưởng thành độ mấy thì chúng ta cần phải biết cái tuổi thai nó có tương ứng hay không, nhất là đối với những cái thai mà chưa, ví dụ như dưới 36 tuần mà nó đã trưởng thành độ 3 thì đó là một cái bất thường, cho nên chúng ta cần phải biết được là cái tuổi thai chính xác để mình chẩn đoán này nhau trưởng thành sớm hay không. Thì đây là một cái trường hợp, đây là hình ảnh minh họa nhau độ không, thì chúng ta sẽ gặp khi chúng ta đo độ mờ da gáy là nhau sẽ trưởng thành độ không ha. Trưởng thành độ 1 thì mình sẽ thường gặp ở cái độ mà mình làm cái siêu âm 4 chiều, và đây là cái trường hợp độ 2, trường hợp nhau độ 2 gặp ở từ 36 tuần trở lên, và đây là trường hợp nhau độ 3.
thì cái nhau độ 3 nó sẽ cái vôi nó sẽ hình tròn hơn, còn vào độ 2 thì nó rộng rãi rác nhiều điểm vôi, và ở vùng vùng đáy nó sẽ có cái vôi hóa vùng đáy luôn, thì là nhau đó là nhau độ 2. Đây là một cái trường hợp minh họa, đây là một cái minh họa của nhau chuyển thành độ 3 chị ha. Rồi chúng ta đi qua bước thứ năm là đánh giá nước ối. Đây là một cái bước cũng rất là quan trọng và một cái bước hay dễ sai nhất mà mấy anh chị chắc cũng hay gặp, tại vì giống như là tại sao ở chỗ này mình đo nước ối là nó khoảng 10 mà qua chỗ khác đo là nước ối khoảng 5-6 phân thôi, thì đó là cái do cái kỹ thuật mình đánh giá nước ối nó bị sai, cho nên là có nhiều cái thông số khác nhau, cho nên bước này thì cần đòi hỏi chúng ta thực hiện đúng kỹ thuật thì chúng ta mới đánh giá đúng được nước ối này chỉ số là bao nhiêu anh chị. Thì đánh giá nước ối thì mình có hai cách, là mình đo khoan ối đứng nhất hoặc là đo chỉ số FFT, là mình đo bốn khoan mình cộng lại đo bốn buồng ối. Thì để chuẩn bị bệnh nhân mà để đo cái nước ối thì chúng ta cần phải cho bệnh nhân cũng đi tiểu sạch luôn và tránh đo khi bệnh nhân đang có cơn gò tử cung, bởi vì có cơn gò nó sẽ làm mình thấy nước ối rất ít. Đây là các bước thực hiện ha, chúng ta sẽ để đầu dò ở tư thế dọc và chia cái buồng tử cung ra làm bốn bốn vùng để mình đo bốn buồng ối. Còn nếu mà chúng ta đối với cái đối với mà mình đánh giá một cái buồng ối lớn nhất đó, thì chúng ta sẽ cũng đặt đầu dò giống vậy, rồi chúng ta tìm cái khoang ối nào sâu nhất rồi chúng ta sẽ đo đây là cái khoang ối lớn nhất. Còn đây là minh họa cái trường hợp đo là bốn buồng ối. Rồi, đối với đo thì tôi sẽ lưu ý một số về kỹ thuật đo của buồng ối, bởi vì nó rất là quan trọng. Chị Hai như đã nói thì chúng ta sẽ không đo cái phần thai và di rốn, và chúng ta kẻ cái đường đó là phải thẳng góc từ phía trên xuống ha, không được xéo góc. Và cái khoan mà mình chọn á, cái độ rộng của nó, độ rộng nó phải là trên bằng 1 cm, chúng ta không thể được lựa cái khoan hẹp dưới 1 cm để chúng ta đo chiều sâu của buồng ối, bởi vì đo như vậy thì nó sẽ làm mình đo cái chỉ số AFI hoặc là chỉ số khoan ối lớn nhất nó sẽ lớn hơn so với bình thường, cho nên chúng ta phải chọn cái khoan lớn hơn hoặc bằng cái độ rộng của cái khoan đó phải lớn hơn bằng 1 cm chúng ta mới đo được cái khoan ối ha. Và đây là hình minh họa là tại sao chúng ta phải đặt cái đầu dò vuông góc với bàn khám, bởi vì nếu như chúng ta ấn sâu quá, ấn sâu xuống quá thì cái buồng ối nó sẽ chạy ra, làm chúng ta đo ít lại. Hoặc là chúng ta để cái đầu dò xéo thì chúng ta sẽ đưa cái góc nó bị xéo thì cái khoan ối chúng ta sẽ lớn hơn bình thường, anh chị thấy không? Nếu mà cái hướng nó xéo thì nó sẽ đo cái áp y nó sẽ nhiều hơn bình thường, cho nên là chúng ta phải lưu ý đo buồng, cái kỹ thuật đo buồng ối rất là quan trọng. Và nếu mà chúng ta thấy thấy cái chỉ số nó thấp thì chúng ta nên đo đi đo lại 3 lần để chúng ta ra một cái chỉ số mà nó phù hợp, chứ không phải là vừa vừa vô mình đánh giá một cái là mình quyết liền đây là một cái trường hợp thiểu ối, mà chúng ta phải đo đi đo lại để cân nhắc, tại vì nhiều khi cái thai hoặc là cơn gò tử cung nó làm nước ối ít xuống, cho nên chúng ta cần cẩn thận với những trường hợp nước ối ít thì chúng ta phải đo kỹ lưỡng lại.
Đây là một cái video minh họa đo bốn buồn ối. Chúng ta sẽ kẻ cái đường đó là cái đường thẳng góc đó anh chị, thẳng góc xuống. Tránh các phần thai và cái độ rộng của nó, cái độ rộng của nó có trên 1 cm. Đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân đến bệnh viện thì nói là một cái chẩn đoán thiểu ối, nhưng mà anh chị phải nhìn kỹ, đây là cái trường hợp ối nó cặn lắng rất là nhiều. Có những trường hợp là nó cặn lắng cái hồi âm nó gần bằng như bánh nhau luôn. Chúng ta tưởng đây là cái trường hợp của ối nhưng mà thực sự nước ối nó bình thường, nhưng mà nó là do cặn lắng của trong nước ối nó làm cái hồi âm nó sáng hơn và nó giống gần giống như bánh nhau, cho nên nhiều khi chúng ta dễ bị mắc sai lầm khi mà mình mới làm về siêu âm á. Mình dễ bị sai lầm với những cái trường hợp mà nước ối nó cặn lắng nhiều như vậy, cho nên chúng ta cần phải lưu ý ha. Rồi, nãy giờ chúng ta đã đi được 5 bước ha. Đầu tiên là ngôi thai, tim thai, số lượng thai, nhau ối. Đó là những bước rất là cơ bản. Và chúng ta đi vô cái bước cuối cùng, đó là cái bước đo các số đo sinh học. Thì thực sự khi thực hành thì mấy anh chị đi học thì anh chị sẽ vô cái bước này trước nhất là đo đo đầu, đùi, bụng, thai nhi. Chứ thực sự mình nhiều khi xác định bánh nhau cũng chưa được, chưa là chưa xác định được nước ối như thế nào. Mà anh chị thường khi đi thực hành là anh chị sẽ chọn cái bước này học đầu tiên, đó là đo các số đo sinh học. Thì những cái chỉ số mình cần đo đó là đường kính lưỡng đỉnh mà chu vi đầu mình đo, chiều dài sinh dục là chu vi bụng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vô những cái tiêu chuẩn để mặc cách đo đường kính lưỡng đỉnh và chu vi bụng. Đầu tiên là phải cắt ngang qua đầu thai nhi ở ngang vị trí của đồi thị. Thứ hai là cái tia siêu âm nó phải vuông góc với đường giữa. Thứ ba là hai cái bán cầu não nó sẽ cân xứng, và thứ ba là cái nó sẽ bị cái đường giữa nó sẽ bị gián đoạn bởi cái hợp vách trong suốt. Và thứ năm á, là chúng ta sẽ không nhìn thấy cái tiểu não. Đây là hình ảnh minh họa, chúng ta sẽ thấy đó là cái hai cái bán cầu não phải cân xứng và có cái đường giữa và có cái hợp vách trong suốt nó nằm gián đoạn, làm gián đoạn đường giữa. Đó là cái mặt cắt chuẩn để đo đường kính lưỡng đỉnh và chu vi đầu. Thì đây là một cái bước mà chúng ta dễ hay sai, đó là chúng ta hay không thiếu cái phần là thấy được cái hợp vách trong suốt. Đây là hình ảnh minh họa anh chị ha. Đó, chúng ta thấy hai tia siêu âm chúng ta phải vuông góc nha, hai bán cầu não cân xứng và chúng thấy được đường giữa. Đây là một cái hình ảnh minh họa để chúng ta biết là cái đây là cái một những cái lát cắt của trong cái hệ thần kinh thai nhi. Thì cái lát cắt ở giữa mà cắt ngang đồi thị á, là cái hình ở giữa này là cái hình chuẩn chúng ta cần thực hiện để chúng ta đo đường kính lưỡng đỉnh và chu vi đầu. Nếu như chúng ta cắt rồi chỉ thấy cái não thất bên là chúng ta đã đi cao quá. Cái mặt cắt đó là để đo não thất bên. Hoặc là chúng ta đo mà thấy cái tiểu não là chúng ta đang đưa cái đầu dò hướng xuống quá, đó đã tới cái mặt cắt để đo tiểu não, nó không phải là mặt cắt đo lưỡng đỉnh mà chu vi đầu. Cho nên chúng ta phải chỉnh cái đầu dò sao cho cái nó vô cái mặt cắt như cái hình ở giữa, đó là mặt cắt chuẩn để đo đường kính lưỡng đỉnh và chu vi đầu. Thì đây là một cái hình ảnh minh họa mà chúng ta hay luôn sai khi chúng ta thực hiện đường kính lưỡng đỉnh ngay cả tại khoa của chúng tôi. Bởi vì cái mặt cắt mà để thấy hợp vách trong suốt á, là nó sẽ không đẹp bằng mặt cắt mà chúng ta thấy cái phọc nít đó, cái vòm não á, nó lại đẹp hơn. Cho nên chúng ta hãy cắt cái hình bên phải hơn cái hình bên trái, trong khi cái hình bên trái là hình chuẩn của chúng ta là nó phải bị gián đoạn bởi cái hợp vách trong suốt. Thì đó là đúng là mặt cắt đo cái của đường kính lưỡng đỉnh và chu vi đầu. Thì đây là hình ảnh minh họa, chúng ta hay cắt xuống xíu ngay cái phọc nít nên là chúng ta sẽ không đúng với mặt cắt chuẩn.
Và khi đo thì chúng ta sẽ đo như thế nào thì tùy cái bảng bảng cái bảng giá trị tham khảo của chúng ta, nhưng mà ở tại bệnh viện chúng tôi thì sẽ đo theo cái bảng tham khảo là ngoài trong. Dạ chị ơi, sao tụi em không thấy hết cái màn hình đó chị? Có thấy hết chưa? Dạ em vẫn thấy bình thường mà. Cho mọi người chỉnh chế độ làm sao đấy ạ. Coi máy của bạn đi chứ mình xem bình thường. Mình không thấy cái phần trên này. Mình mất cái phần trên này. Đã Cái coi phần máy tính của bạn. em vẫn thấy xem bình thường ạ. Xem mình bình thường mà không? Giờ thấy nhỏ lại không? Của em cũng thấy bình thường cô ơi. À. Chị ha, chị chắc do kỹ thuật, Thường mình cũng kỹ thuật những cái đó mình cũng không có rành lắm. Thì cái cách đo của cái lưỡng đỉnh và chu vi đầu á, nếu mà đo được cái lưỡng đỉnh thì chúng ta sẽ đo bảng ngoài sọ, cái phía ngoài và phía trong cái bảng sọ phía xa đầu dò là đo ngoài trong. Và đo chu vi đầu thì chúng ta đo bờ ngoài của bảng sọ luôn. Nhưng mà theo khuyến cáo của ISO gần đây thì người ta khuyến cáo mình đo cái bề da của cái đầu luôn. Thì cái này là mới nhất thì chúng ta có thể update được, nhưng mà thật ra mình đánh giá mình để đo cái da đầu á cũng khó lắm. Bởi vì khi mà thai lớn á, các cơ quan nó sát vào nhau thì nó không rộng rãi để mình đánh giá cái da đầu nó tới cái viền nào, thì chúng ta sẽ đánh giá cái bảng sọ nó sẽ dễ hơn. Rồi chúng ta qua cái thông số thứ hai mà chúng ta đo, đó là đo chiều dài xương đùi. Thì cái khi mà chúng ta thực hành thì mấy anh chị thường nói là xương đùi khó tìm, nhưng mà khi mà anh chị làm được thì đây là mặt cắt rất là dễ thực hiện, rất là dễ đúng chuẩn, tại vì nó chỉ có cái xương thôi, trong khi cái đầu hoặc cái bụng nó rất là nhiều móc giải phẫu mà chúng ta cần phải đầy đủ thì chúng ta mới biết nó bệnh, nó mới đúng cái mặt cắt chuẩn. Còn cái xương đùi thì anh chị cứ tìm được cái xương đùi và cắt cắt cho cái xương đùi nó đầy đủ toàn vẹn hết xương đùi thì anh chị đã đủ chuẩn rồi. Thì đây là cái mặt cắt rất là dễ thực hiện nhất. Thì chúng ta cần cái những cái tiêu chí như sau, là chúng ta thấy rõ hai đầu của hàm xương đùi, đo cái trục dọc dài nhất và không đo cái phần cái máu chuyển, nó cái phần nhọn nhọn chút xíu tôi sẽ chỉ cho anh chị. Và tia siêu âm là nên vuông góc cái trục của xương đùi, thì người ta có thể cho mình cái hướng xương đùi nó di lệch, nó có thể lệch 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 hướng xuống hoặc hướng lên khoảng 0 đến 15 độ, nhưng mà tốt nhất là cái tia siêu âm, cái xương đùi nó sẽ, chúng ta sẽ nhớ là nó nằm song song với màn hình siêu âm là chuẩn nhất, tại vì nếu mà nó càng hướng lên thì chúng ta sẽ đo nó sai số, hoặc là hướng xuống thì cái đo nó sẽ sai số hơn so với cái hình ảnh mà xương đùi nằm song song với màn hình, thì chúng ta sẽ đo chính xác hơn. Thì cái việc này nó sẽ rất là cân nhắc khi mà chúng ta gặp những trường hợp xương đùi ngắn, thì chúng ta phải cân nhắc, chúng ta phải đo phải chuẩn, và chúng ta phải zoom cái màn hình lớn lên để chúng ta đánh giá cái xương đùi này có ngắn hay không. Bởi vì nếu xương đùi ngắn thì nó là một cái bất thường mà chúng ta cần phải tư vấn tiền sản để coi có nguy cơ về hội chứng đau hay không. Cho nên là đo cái xương đùi cũng rất là quan trọng, đo phải đúng cái số đo để đo so với bác phong vị coi nó có ngắn hay không. Đây là cái minh họa đó, cái phần máu nhọn nhọn đó chúng ta sẽ không có đo, chúng ta đo từ đầu phần hành xương đùi thôi. Rồi chúng ta đi qua mặt cắt thứ ba, đó là mặt cắt đo chu vi bụng. Thì đây là mặt cắt khó nhất so với hai mặt cắt còn lại, bởi vì nó có nhiều thông số và nó phụ thuộc vào tư thế thai, và cái chu vi bụng này nó rất là quan trọng, bởi vì nó quyết định cân nặng thai nhi. Nếu mà chúng ta đo sai thì chúng ta ước lượng ra cân nặng sai, mà anh chị biết rồi đó, mình siêu âm mà mình ước cân lượng sai quá xa so với cân nặng thực tế của thai nhi thì nó hơi kỳ. Cho nên chúng ta cần phải thực hiện đúng chuẩn cái mặt cắt bụng để mình giảm cái sai số đo cân nặng cho thai nhi. Thì có những cái tiêu chuẩn như sau, thì mặt cắt ngang bụng là chúng ta phải làm sao cho cái bụng nó tròn nhất có thể, và tĩnh mạch rốn ở đòi sau cửa thì chúng ta sẽ thấy tĩnh mạch rốn nó hình cong, chứ cong như vậy, một đoạn ngắn như vậy, thì đó là trong cái tiêu chuẩn của đo mặt chu vi bụng. Thứ ba là thấy được túi dịch dạ dày. Cái tiêu chuẩn này thực sự có những trường hợp nhiều khi mình lúc đó mình không thấy, nhưng mình sẽ đợi, mình nên đợi để mình thấy có dạ dày hay không, bởi vì khi mà siêu âm hình thái nếu mà không thấy dạ dày thì nó lại là một cái bất thường thai nghi ngờ hẹp thực quản. Cho nên là thấy được dạ dày thì sẽ tốt hơn so với việc mình đo mình không thấy túi dịch dạ dày và không thấy hai thận.
Nếu như mà anh chị đi xuống tới hai thận là anh chị đã đo quá sâu phía dưới rồi, mình phải không thấy hai thận đó là mặt cắt chuẩn để đo chu vi bụng. Thì à, cái thai nhỏ thì chúng ta sẽ dễ đo, nhưng mà thai lớn thì nó sẽ khó, bởi vì à, nó sẽ có nhiều cái phần phụ của thai chèn ép hoặc là thiểu ối, thì cái bụng nó ít khi nào tròn được. Cho nên trong cái thực hành nhiều khi tôi sẽ cho bệnh nhân nghiêng qua một bên để cho giảm áp lực, để cho cái bụng thai nhi nó tròn. Cố gắng để cho bụng thai nhi tròn thì chúng ta sẽ hạn chế sai số khi ước lượng cân nặng thai nhi. Thì đây là hình ảnh minh họa cho chúng ta biết là chúng ta đo cái mạch cắt nào đúng. Đối với cái hình A, ví dụ như nếu mà chúng ta thấy tĩnh mạch rốn nó chỉ là một cái chấm nhỏ thôi, thì chúng ta đang đặt cái đầu dò hơi thấp rồi đó, không đúng với cái mạch cắt đo chu vi bụng. Còn nếu mà chúng ta mà đặt ở cái đường, cái ta thấy cái tĩnh mạch rốn mà nó dài, đó là tĩnh mạch rốn đầu, nó đoạn bên trái nó dài như vậy á, thì cái đó là chúng ta tĩnh mạch cửa đoạn bên trái đó, nó chúng ta đang bị xéo xéo cái mặt cắt của chu vi bụng. Cho nên là khi mà thấy tĩnh mạch rốn ở cái hình chữ C như nãy á, hình B á, là chúng ta sẽ đo đúng là mặt cắt chuẩn của ngang bụng. Và khi đo cái chu vi bụng thì chúng ta nhớ đo bờ ngoài của đường viền da bụng. À, đây là cái hình rất là chuẩn luôn, hình cái chu vi bụng rất là tròn, hay hình tròn, hay có thấy được dạ dày, thấy tĩnh mạch rốn đoạn xoang cửa, thì đó là cái mặt cắt chuẩn để đo chu vi bụng. Cái hình dưới này thực sự nó hơi bị cái phần bánh nhau một trên nó đè xuống xíu, anh chị thấy không? Đây là những cái hình không chuẩn ha. Thì cái bình góc trên bên trái thì chúng ta thấy đó là cái tĩnh mạch rốn, chúng ta thấy được cái điểm nhỏ thôi và không thấy được dạ dày. Và cái mặt cắt này nó không có tròn, nên đây là cái mặt cắt không chuẩn. Cái hình góc dưới bên phải thì chúng ta thấy thận luôn, thì đó là mặt cắt cũng không chuẩn luôn. Đây là những mặt cắt không chuẩn khi đo chu vi bụng. Tiếp theo, chúng ta thấy đây là cái mặt cắt cũng không chuẩn. Ta thấy có một bên khung sườn, bên khung sườn bên kia không thấy, nó không cân xứng của mặt cắt ngang bụng ha. Dạ dày cũng không thấy rõ, không cái đoạn tĩnh mạch rốn vô mình thấy một đường thẳng thôi, nó không cong, không thấy được cái đoạn xoang cửa. Thì đây là cái mặt cắt không chuẩn khi mà chúng ta đo chu vi bụng. Thì đây là cái update của cái ISO hướng dẫn anh chị ha. Thì chúng trên cái hướng dẫn này thì người ta có cho mình đo cái chiều dài xương đùi, có thể cho cái góc nó hướng, hồi nãy chúng ta nói 0 đến 15 độ, thì cái này cho chúng ta có thể cái góc nó lệch xuống 45 độ. Nhưng mà tôi nói thực sự là anh chị mình cho nó về 0 độ thì nó sẽ chính xác nhất khi mình đo chiều dài xương đùi. Rồi, chúng ta đã xong các bước cơ bản. Thì các bước này rất quan trọng ha anh chị. Đầu tiên chúng ta phải coi ngôi nó là ngôi gì, có tim thai hay không. Rồi chúng ta phải xác định số lượng thai là một thai hay đa thai. Rồi xác định được vị trí của bánh nhau, đánh giá nước ối. Sau đó chúng ta đo các chỉ số sinh học. Thì đây là một cái những cái rất là căn bản, thì chúng ta cần phải thực hiện đúng chuẩn ha anh chị. Nếu như chúng ta thực hiện sai những cái này thì nó sẽ gọi là mất căn bản. Thì chúng ta sẽ không thể đi được những cái bước cao hơn của cái siêu âm sản anh chị ha. Mình sẽ đi tiến cao hơn là những cái khảo sát về hình thái thai, dị tật thai. Thì đây là những cái trang mà tôi muốn giới thiệu anh chị, khi mà mình thực hiện làm cái siêu âm sản mình học á, mình có thể vô những cái trang này để mình học. Đó là cái trang fetus.net. Thì cái trang này nó sẽ có những cái bài báo và những cái cây lâm sàng, anh chị có thể lên đó để học. Cái trang này rất là hay ha anh chị ha. Và cái góc phải là cái hội hiệp hội khoa sản phụ khoa của thế giới, thì nó cũng rất là nhiều bài cho nó. Và cái ý hình của cái dưới góc phải của mình đó là Phyto Medicine Foundation đó, đó là cái trang FMF đó. Anh chị có thể lên trển để học về cái đo chuẩn của độ mờ da gáy và có thể lấy bằng trên đó. Và sách thì rất là nhiều, anh chị có thể khi đi thực hành có thể nhờ các bác sĩ chỉ dẫn thêm về những cái sách nào mình tham khảo khi mình học về siêu âm sản. Và có thể là trên mạng xã hội thì cũng có rất là nhiều cái cây lâm sàng người ta nói về sản, mình có thể tham khảo trên đó để mình học hỏi nhiều hơn. Rồi, bài của tôi đến đây là hết, cái bài về thực hành cơ bản. Thì mấy anh chị có hỏi gì không ha? Sau bài này anh chị có thắc mắc gì không thì mình sẽ nghỉ khoảng 15 phút để mình vô một cái bài cũng khá dài, là bài về hình thái học thai nhi.
thì cũng bài một cái bài cũng gọi là cơ bản trong khảo sát về hình thái.